Đi vòng quanh thế giới hoàn toàn bằng xe máy, đây không phải là chuyện đùa. Và hôm qua, anh chàng đã kết thúc 20.000 km đầu tiên bằng việc cán đích tới Paris sau hành trình dài 150 ngày. Vậy chúng ta hãy cùng xem khán giả của Chuyển động 24 giờ chia sẻ những gì về anh chàng truyền cảm hứng mạnh mẽ này. Đi từ Việt Nam tới Paris và có thể là còn vòng quanh châu Mỹ và Thái Bình Dương nữa. Không chỉ cần có đam mê, anh ấy có vốn kiến thức lịch sử xã hội thế giới tuyệt vời. Thế xin visa kiểu gì nhờ? Đặc biệt là visa châu Âu. Xin sao mà đi hẳn 150 ngày mới tới mà vẫn còn xài visa được. Thế bây giờ thì chia tay mạng xã hội, tôi xin trở lại với trường quay S11. Vâng, và lúc này thì tôi vừa nhận được tín hiệu từ đạo diễn trường quay là chúng ta có thể kết nối điện thoại với anh Trần Đặng Đăng Khoa, chàng trai với tham vọng phượt vòng quanh thế giới bằng xe máy. Xin được kết nối với bạn Đăng Khoa. Xin chào Đăng Khoa, bạn đang ở đâu vậy ạ? Chúng tôi đang rất là băn khoăn vì sao Khoa lại quyết định chọn xe máy làm phương tiện đi lại như vậy. Xin chào Chuyển động 24 giờ, xin chào chị Thu Hương. Mình đang ở thị trấn hay là thành phố Saint-Denis gì đó ở phía bắc Paris khoảng 15 km. Từ nhỏ mình cũng hay nhìn bản đồ thế giới, thì ước một ngày nào đó thì cũng như bao đứa trẻ khác thôi, ở một vùng quê thì nhìn trên bản đồ thì thấy sao mà thế giới nó rộng lớn quá mà. Nhưng mà lúc ra trường đi làm rồi mua trả góp được chiếc xe thì mình mới nghĩ là tại sao mình không, nếu mình đã đi không đi bằng xe máy luôn. Hôm qua thì giấc mơ ấy đó các bạn. Vâng, đã đặt chân đến Paris, tuy nhiên là nhiều người thì đang rất là hoài nghi đấy bạn ạ. Căn cứ nào để chứng thực là bạn đã đi qua hơn 20.000 km và 23 quốc gia? Và việc mang theo xe máy có khó khăn hay không bạn? Từ ngày 1 tháng 6 năm nay thì đi đến đâu mình up hình đến đó, thì những bạn nào theo dõi từ đầu thì cũng đã biết hết. Ngoài ra thì giấy tờ mình đầy đủ vân vân, rồi cần thì mình có thể chứng minh được hết. Cơ bản thì nếu một người có thể nhập cảnh ở các nước trên thế giới thì đều có thể mang xe máy vào. Tuy nhiên có những cái trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như là Thái Lan hoặc là Myanmar, thì họ hạn chế xe máy và có những cái quy định riêng, như là nếu đi thì phải có người book qua một công ty tour. Còn lại về lý thuyết thì tất cả các nước khác trên thế giới thì khi nhập cảnh xe phương tiện cá nhân đều được dưới dạng là một khách du lịch. Và vấn đề mà nhập cảnh nếu định cư hay là ở công tác thời gian dài thì mang xe vào nó mới khó, chứ nếu mình có visa du lịch thì mà dưới dạng là tourist thì mình cứ mang xe vào thôi. Chẳng hạn như một số nước Nam Á như Pakistan, Iran, Ấn Độ thì họ có những cái quy định riêng và họ cần những cái giấy tờ đặc biệt, thì cái đó mình chuẩn bị từ đầu thì mình đi qua được hết. Vâng, vậy thì trong suốt hành trình vừa qua thì bạn có gặp phải một cái sự cố nào hay không? Rủi ro thì chỉ có một cái trục trặc visa ở Thổ Nhĩ Kỳ là mình có visa e-visa nhưng mà họ là visa điện tử, nhưng mà họ không cho nhập cảnh đường bộ, nên mình phải có một cái option khác là mình đi phà thẳng vào Bulgaria. Ngoài ra cũng có một số cái trục trặc khác như là cũng bị hư xe nhưng mà cũng hư rất là nhẹ. Ngoài ra thì không có bất kỳ cái những cái biến cố nào lớn như là tai nạn hay là gì hết, nói chung là vẫn khỏe mạnh. Vâng, cảm ơn Đăng Khoa rất nhiều với cuộc trò chuyện rất là thú vị vừa rồi. Chúc bạn sẽ chân cứng đá mềm để có thể kể với chúng tôi nhiều kỷ niệm đặc biệt nữa. Và quý vị khán giả thân mến, phượt chưa bao giờ là một điều đơn giản, nhất là phượt ở nước ngoài. Vì vậy cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hết sức cân nhắc trước khi bắt đầu một hành trình để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.